Hello, xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay thì mình không quay ở nhà mọi người ạ. Ngày hôm nay thì mình quyết định là mình sẽ đến thăm người chị thì cũng rất là quen thuộc với các bạn thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là người chị đấy là ai nhá. Hãy cùng. Ta-da! Đây là người chị của chúng ta. Con vịt của em đâu? Xin lỗi mọi người và xin lỗi chị là hôm nay em đi vội quá nên em đã quên cái con vịt. Thì đây là phòng tương lai của mình nha mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Châu. Và chào mừng mọi người đã đến với kênh Toàn Là Sách của mình. Thì ngày hôm nay thì mình quyết định là sẽ tham quan cái giá sách của chị My. Và như mình đã ấp ủ bấy lâu nay thì cuối cùng thì ngày hôm nay mình cũng đã được đến nhà chị My rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng tham quan cái giá sách của chị My nha. Vừa mới cosplay chị Châu. Bởi vì là mình khi mà mình có ý tưởng là sẽ qua nhà chị My để quay một cái video ấy, thì chị My đã nói với mình là chị Châu cũng có ý định đấy, nhưng mà chưa kịp làm thì đã phải đi Mỹ rồi. Thế nên là mình đã cosplay chị Châu. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình và thông một mình thôi, mình sẽ tham quan cái giá sách của chị My và mình sẽ review random những cái cuốn sách mà mình đã đọc mà lại có trên giá sách của chị My. Thì nghe mình nói hơi lòng vòng nhưng mà đại loại là trong cái quá trình mà mình xem là giá sách nhà chị My có cái gì ấy, thì nếu mà có một cuốn sách nào đấy mà mình đã đọc rồi thì mình sẽ review nhanh cho mọi người cái cuốn sách đấy. Giống như kiểu là bookshelf tour ấy, nhưng mà là một phiên bản cồng kềnh hơn và không phải là cái bookshelf của mình. Ôi, đứng cạnh cái đèn này nóng dã man luôn ấy. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem qua cái toàn cảnh những cái chỗ có sách ở trong phòng của chị My. Thì trong nhà chị My có rất là nhiều sách mọi người. Đây là số sách có trên bàn của chị ý. Mình vừa được giới thiệu là đây là hai chồng sách đã đọc và chưa biết review. Tiếp là đây là chồng sách gì hả chị? Trong cùng là chồng sách sắp đọc. Trong cùng này là chồng sách chị ý sắp đọc nha. Còn đây là chồng sách được tặng và cũng chuẩn bị đọc. Và đây là chồng sách đọc rồi và đi mượn nên là phải mang trả. Rất là nhiều sách. Ở ngoài này là một cái giá nè. Trong này cũng có một cái nè. Ở đây cũng có một cái nữa. Trời ơi, nhà chị My không có gì ngoài sách hết. Hôm nay phòng chị có cả mình nữa này. Hello. Vương có đẹp không? Vương đẹp không mọi người? Mình thấy cũng được. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu cái bookshelf tour nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ cái chồng sách mà chị đã đọc rồi nhé. Thì trong cái chồng sách này thì đây có một quyển mình vừa mới đọc xong là quyển Hoa trên mộ Algernon của Daniel Keyes. Cuốn sách này thì mình vừa đọc xong và mình còn chưa cả kịp viết review, mình vừa mới đọc xong tối hôm qua ấy. Thì cái cuốn sách này cá nhân mình thì mình không đánh giá nó cao lắm. Trong cả một cuốn sách nó có một cái câu cuối cùng của cuốn sách đấy luôn ấy. Nó làm cho mình kiểu đánh giá cái cuốn sách này khá là ổn. Tức là kiểu nếu mà cái cuốn sách này nó không có cái câu đấy thì mình sẽ đánh giá nó thấp hơn ấy, kiểu vậy. Thì đây là cuốn Hoa trên mộ Algernon. Cái bìa siêu xinh luôn. Cái bìa của Việt Nam mình làm đẹp dã man luôn ấy. Mình rất là thích cái bìa này. Tiếp theo cái chồng này thì có bộ Another. Thì mình chuẩn bị thưởng cái bộ này của chị ý. Có quyển Về nhà với mẹ này. Mình đã đọc quyển Về nhà với mẹ rồi. Ở cái quyển Về nhà với mẹ này mình nhớ là mình đọc trong một lần mình đi làm tóc. Tức là kiểu mình mang nó đi theo để mình giết thời gian trong lúc chờ đợi ấy. Thì cái quyển này thực ra là nó không được xuất sắc lắm. Thứ nhất là văn của Hàn ấy mọi người. Nếu mà mọi người đã đọc sách của Hàn Quốc rồi thì cũng thấy là cái văn phong nó không có gì quá là đặc trưng ấy. Với cả là cái nội dung của nó khiến mình thấy không đồng cảm lắm. Bởi vì là cái cuốn sách này nó nói về LGBT, tức là nói về hai người con gái kiểu yêu nhau và có tình cảm với nhau, nhưng mà bà mẹ của một trong hai người thì kiểu ngăn cấm ấy và không hiểu cho con mình ấy. Thế nên là mình không đánh giá quá là cao cuốn này, nó không cho mình cái trải nghiệm tốt lắm. Yeah. Đấy, mỗi cuốn thì mình cũng chỉ nói qua thế thôi. Ở đây có Đất mồ côi thì mình chuẩn bị đọc thôi chứ mình chưa đọc. Đây có cuốn Lấp lánh này. Lấp lánh thì mình đã review rồi. Thì ở đây nó nặng quá nên là thôi chắc là mình không lôi nó ra nữa. Lấp lánh này mình rất là thích. Mình rất thích cái cuốn Lấp lánh này. Cũng là nói về LGBT. Eugene lớn, Eugene bé. Mình có nguyên cả một cái video để review cuốn sách này rồi. Mọi người nếu mà chưa đọc Eugene lớn, Eugene bé thì đọc đi nhé. Hết rồi. À, ở dưới này có cái bộ Người trong môn nghề với cả là Cẩm nang săn học bổng của Spider Room. Mình cũng đã review những cuốn mà mình đã đọc rồi. Thì mọi người xem lại trên kênh của mình ạ. Yes. Có cái góc này trông xinh ấy. Mình rất là thích những thứ màu sắc.
Bao giờ chị mới dùng hết chỗ này vậy chị? Đạt xong mấy cái đá kia chắc là... Hy vọng. Nhưng mà xinh quá. Supporter mẫn cán ra chỉnh hộ mình cái đèn. Đây là cái chồng mà chị My sắp đọc nhá. Thì ở đây cũng có một cuốn mà mình sắp đọc này. Đây là cuốn Và Khi Cho Bụi. Mình có một cuốn Và Khi Cho Bụi bản bìa cũ của Tao Đàn nhưng mà mình chưa đọc. Ở đây thì cuốn mình đọc rồi có Hạnh Nhân này. Hạnh Nhân của Sean Rumpel ngày xưa mình mua để mình đọc để chim mầm mần với chú Suga của mình. Và thấy nó cũng khá là ổn, rất là ok. Vì em review nên chị mới... Yeah. Chị My vừa nói là vì mình review nên là chị mới mua. May á, bởi vì là bây giờ nó hết hàng rồi sao chị ạ? Bây giờ mọi người đang tìm mua quyển này nhưng mà không mua được. Thật may là mình đã kịp mua nó. Ok. Ôi. Vậy chưa đọc. À, đây có Người Trong Lưới. Người Trong Lưới đọc rồi. Người Trong Lưới của Chan Ho Kay. Thì cuốn Người Trong Lưới là một trong những cái cuốn mà mình cho vào top 10 sách trinh thám mình thích. Và đây, Chân Ái của mình xấu Natsuo Kirino. Bị đẩy xuống tận cùng xã hội vì chị My bảo là cuốn này làm sao ấy nhở? Không, chưa có vấn đề gì cả, chị mới đọc được đến 50 trang thì chị phải ưu tiên những quyển khác. Ra vậy. Yeah, tiếp theo chúng ta có Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình thì mình đã đọc cách đây 2 năm rồi thì nó cũng khá là ổn, tức là kiểu mình thấy nó giống như kiểu Mắt Biếc phiên bản có hậu ấy. Hết rồi. Cái chồng này thì mình không còn quyển nào. Cái chồng này thì mình cũng chưa đọc quyển nào hết. Nên mình sẽ cho mọi người xem qua. Yeah. Có Hoàng Tử Bé. Hoàng Tử Bé là quyển mà mình din ép đó mọi người. Mình chưa đọc hết Hoàng Tử Bé luôn. Mình xin lỗi. Rồi thì ở cái chỗ chồng sách này thì mình đã có thể nhìn thấy mọi người rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái chồng này trước. Xem là có quyển gì mà mình đọc rồi không. Giới thiệu mọi người, đây là cái chồng sách mà trong năm tới chị My sẽ đọc nha. Năm tới chị My sẽ đọc những cuốn sách này. Mình chưa đọc quyển nào ở trong đống sách khổ to này hết. Cái này nó đổ được các chị. Sao ấy? Nó vẫn trường tồn với thời gian em. Quyển này Utopia. Mình chưa đọc. Nhưng mà mình đã đọc một vài trang đầu và mình quyết định không đọc nữa vì mình đọc không hiểu. Quyển này anh Linh La gom tặng chị đấy. Dạ. Yeah. Đây. Có phía nam bây giờ phía tây mặt trời. Của bác Murakami. Từ từ đã. Tại sao mình lại không hất sáng nhỉ? Cái này di chuyển được vào đây đúng không? Được. Em thích di chuyển được. À, kinh kinh. Chị ơi, em làm team sản xuất mà. Nóng nhưng bây giờ em không được làm nữa rồi, buồn quá. Chị phải quá cho nhá. Vâng ạ. Đây là cái cuốn mà cuốn đầu tiên mà mình đọc của bác Haruki Murakami. Thì mình vẫn nghĩ là một ngày nào đấy mình sẽ đọc lại cái cuốn sách này. Bởi vì là cái lần đầu tiên mà mình đọc thì mình không hiểu ý nghĩa của nó lắm ấy. Chắc là trong năm tới mình sẽ đọc lại một lần nữa để xem là mình có hiểu không. So far thì những cái quyển khác của bác như kiểu là Rừng Naui mình cũng không hiểu. Nên là mình cũng không chắc là mình sẽ hiểu nó. Kiểu đầu em không dành cho những cái thứ phải nghĩ nhiều ấy chứ. Đấy thì trên thế giới có hai loại người. Đọc được Murakami và không à? Không ấy. Em chắc là không rồi. Quyển tiếp theo mình đọc rồi đấy là Quái Thú. Mình đã đọc cuốn sách này ở trong cái thử thách đọc cuốn sách dày của mình ở hồi dịch năm ngoái ấy. Thì mình đánh giá quyển này khá là cao. Mình đã rate cho nó là 4/5 lận. Bởi vì là trước đấy thì mình nghe rất là nhiều cái review không hay về cái quyển này ấy. Thế nhưng mà sau đấy khi mình đọc thì mình lại thấy nó cũng không đến nỗi quá tệ. Nó không tệ như là mọi người nghĩ và mọi người nói với mình ấy. Nên là yes. Đọc xong quyển này xong mình rất là có hứng thú đọc lại Battle Royale. Bởi vì là kiểu cái vibe ở cuối truyện nó khá là giống ấy. Cái quyển này thì cái ngôn ngữ nó sẽ hơi tin một tí. Cũng phù hợp với các bạn từ tin. Thế nên là nếu mà các bạn có hứng thú với trinh thám thì có thể đọc thử Quá Thú nhẹ. Có một quyển nữa mình cũng đọc rồi. Đấy là Vòng Hoa Cúc của Sean Bolton. Thì Sean Bolton mình đọc hai quyển rồi, một là Vòng Hoa Cúc và hai là Kẻ Sống Sót. Thì cả hai quyển mình đều đánh giá khá là ổn, tức là kiểu đọc nó khá là cuốn ấy. Cái plot twist khá là bất ngờ, đặc biệt là cái quyển Kẻ Sống Sót. Kẻ Sống Sót mình đánh giá cao hơn cái quyển Vòng Hoa Cúc này. Vòng Hoa Cúc này thì cái hồi mình đọc Vòng Hoa Cúc là cái hồi mà mình kiểu mới đọc sách trở lại và kiểu mình mới làm bookstagrammer ấy.
Thế nên là mình đánh giá vòng hoa cúc khá là cao, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà bây giờ mình đọc, nếu mà mình đọc vòng hoa cúc vào thời điểm này thì mình sẽ không đánh giá nó cao đến thế. Và một điểm nữa đấy là khi mà đọc vòng hoa cúc thì mọi người đừng đọc cái phía sau nhé, làm ơn. Nó spoil hết cái câu chuyện luôn ấy. Nó spoil cái chi tiết quan trọng nhất luôn. Đây, TPL của em cũng có Lắng Nghe Gió Hát này. Bây giờ chúng ta sẽ, mình sẽ đi vào sâu hơn ở trong này. Nó có đang bắt nét vào mình không thế? Bắt nét nào? Mình sẽ tìm xem là đã đọc quyển gì cho mọi người xem nhé. Rất là mình định kiểu vừa cho mọi người xem cái giá sách xong vừa review ấy, nhưng mà mình vẫn thích cái cảm giác là rơi quyển sách lên hơn, nên là mình đã thay đổi kế hoạch. Mình sẽ lấy hết sách ra trước, sau đấy là mình mới review. Nhìn em cực khổ vãi em ạ. Nhìn dáng em làm YouTuber không đơn giản. Ôi nhìn dáng em nó hèn ý. Không dễ dàng. Có quyển đây có quyển Triệu Phú Ổ Chuột này. Ờ ha. Siêu hay này. Yeah. Đó. Ui. Hết chưa? Hết rồi đấy. Đây, còn bộ này nữa, nhưng mà lát nữa mình sẽ quay sau. Mình không bê cái bộ này xuống nữa. Yeah. Mình đã nhặt xong sách rồi mọi người ạ. Chị My vừa mới hỏi mình là có nên để đây không, nên để không nhỉ? Đây là cái đống sách mà mình đã đọc và có trong giá sách nhà chị My. Yên thử em xem là nó có vừa. Xong nó che hết mặt em luôn này. Đây đại loại là nó có bằng đáy sách mọi người. Có gần đáy sách thôi. Mình sẽ cho nó sang một bên và mình giới thiệu với mọi người những cuốn. Chết rồi, em lại nhìn vào cái này. Mình sẽ giới thiệu với mọi người những cuốn mà mình đã đọc và có ở đây. Yes, một cái video review siêu random. Thì trước đấy mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai cuốn sách mà mình đã tiện được và mình sẽ mượn của chị My. Đây, một là cuốn Tất Cả Vì N của Minato Kanae. Mình định đọc cuốn này lâu rồi nhưng mà mình lười ấy, mình chưa mua ấy. Tuyệt vời. Và mình sẽ mượn chị My để đọc. Mình sẽ đọc cuốn này sớm thôi. Và cuốn thứ hai là cuốn Sách Ngủ của cô chuối Banana Yoshimoto. Cuốn sách này thì bây giờ nó đã sold out rồi, nó là hàng hiếm rồi nên là rất là khó để tìm được nó. Thì mình tìm được nó ở đây rồi, tuyệt vời. Không, yeah. Tao mai tao thừa. Em hãy thói vào camera. Em mình hứa là lần tới khi mà mình gặp chị My thì chị sẽ mượn được quyển giao thừa của mình. Mình hứa cho chị mượn mà mình cứ quên hoài. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Bởi vì là có thể nó sẽ rất là dài vì nó khá là nhiều ấy. Thì cái bộ đầu tiên mà mình muốn review ở đây đấy chính là bộ The Hunger Games của tác giả Susan Collins. Thì cái bộ này của nhà chị My thì nó là ngoại bắt. Thì cuốn tập 1 là The Hunger Games, bìa màu đen, cũng rất là quen thuộc rồi đúng không? Bởi vì là bản Việt bìa cũng màu đen. Thứ hai là Catching Fire, bắt lửa. Và cuối cùng là Mockingjay. Thì cái bộ này thật ra là mình chỉ đánh giá cao mỗi cái cuốn đầu tiên thôi, là cái cuốn Đấu Trường Sinh Tử The Hunger Games này. Tức là cái bối cảnh mà tác giả vẽ ra, cái thế giới mà tác giả vẽ ra rất là thú vị. Xong rồi kiểu cái mô típ của cái trò chơi nó cũng khá là ok. Mọi người đọc xong cuốn sách này sẽ thấy là nó khá là trọn vẹn rồi. Thì đến khi mà đọc đến Bắt Lửa với cả là Mockingjay, Húng Nhại ấy, thì sẽ thấy nó hơi bị hẫng một tí. Bởi vì là Bắt Lửa thì nó sẽ nói về cái cuộc chiến thứ hai. Và cái cuộc chiến đấy thì mình đọc khá là lâu rồi nên là mình cũng không còn nhớ nhiều chi tiết nữa, chỉ nhớ là nó sẽ không được đặc sắc bằng cái cuộc chiến thứ nhất. Và cái quyển Mockingjay thì nó kiểu nó siêu dài dòng luôn, nó
chung là trải nghiệm đọc quyển Hồng Nhạn cũng rất là tệ. Nên là cả cái bộ này thì mình chỉ thấy mỗi cái tập 1 là ok nhất thôi. Và cái bộ Đấu Trường Sinh Tử này thì mình recommend mọi người xem phim cho nhanh. Bởi vì là nội dung của phim nó cũng vẫn như thế thôi. Mình đọc cả sách lẫn xem phim thì nhớ bộ phim hơn là cái bộ sách. Nên là nếu mà mọi người lười có thể xem phim cho nhanh nhé. Bộ tiếp theo ở đây là A Thousand Splendid Suns, tiếng Việt là Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ. Thì tác giả Khaled Hosseini thì có 3 cuốn sách. Một là Người Đưa Diều siêu nổi tiếng ấy. Thứ hai là Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ. Thứ ba là Và Dù Núi Vọng. Thì mình mới chỉ đọc mỗi Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ thôi. Thì cái cuốn sách Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ này là một trong những cuốn mà làm cho mình ngồi mình khóc như chó 5 phút luôn ấy. Vì cái chi tiết mà mình nói rồi đúng không nhỉ? Cái món quà mà ông bố gửi cho Maria mình, trời ơi chết. Thôi mọi người tự đọc đi nhá. Nói chung là mình đánh giá cuốn sách này khá là cao. Hình như hồi đấy mình rate là 4,5 hay 4,75 gì đấy. Nói chung là không được 5 thì nhưng mà cũng là một số điểm rất là cao cho cuốn Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ này. Thì có bản tiếng Việt thì mọi người có thể mua bản tiếng Việt đọc. Còn nếu mà mọi người thích đọc tiếng Anh thì có thể tìm cuốn sách này nhé. Tóc mình đang hơi rối bởi vì là mình không dám gội đầu, ngày mai mình phải tẩy tóc, nên là mọi người hãy bỏ qua nhé. Thì cuốn tiếp theo cũng là trong cái luồng ngoại văn thì mình có, chị My có chứ, chị My có The Rosie của Cecilia Ahern. Thì đây chính là cuốn Cầu Vồng, Nơi Cuối Cầu Vồng, Nơi Cuối Cầu Vồng bản tiếng Việt. Cái cuốn sách này nó có một cái tựa đề nữa là Where Rainbow End. Nếu mà mọi người thấy một trong hai cái tựa đề này thì nó vẫn là cái cuốn sách này. Thì Love Rosie mình đã xem phim trước đấy rồi, và khi mà mình xem phim xong mình thấy hay quá, mình tìm sách để đọc ấy. Thì cái bản sách mình lại không thấy ưng như là cái bản phim. Thứ nhất là bởi vì là nó viết dưới dạng thư email ấy. Mình đọc mấy cái đấy mình thấy sốt ruột kinh khủng luôn. Mình thích đọc cái gì đấy mà nó là văn tự sự, nó kể chuyện ra hẳn luôn, hơn là mình đọc mấy cái kiểu thư rồi báo cáo này nọ. Cái quyển Hoa Sen Mộ Algernon cũng là kể lại câu chuyện dựa trên báo cáo. Quyển này mình cũng đọc 2 năm rồi nên là cũng không còn nhớ gì nhiều cả. Có một điểm cộng đấy là từ vựng rất là dễ. Nếu mà mọi người kiểu là beginner trong đọc sách ngoại văn thì có thể đọc thử cuốn sách này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang đến văn học Nhật nhé mọi người. Bởi vì là ở đây nhiều văn học Nhật, mình đọc nhiều sách Nhật hơn. Thì cuốn đầu tiên ở đây là Chuộc Tội của Minato Kane. Thì mọi người cũng biết, thì nếu mà mọi người đã xem cái video mà top 10 sách trinh thám của mình ấy, thì mọi người cũng đã nghe cái review của sách Chuộc Tội này rồi. Thì đây là một trong những cuốn sách mà mình đánh giá khá là cao của Minato Kane. Và thực sự là cái câu chuyện mà được kể thì mình khá là thích. Mình thấy nó khá là đặc sắc. Mình thích một cái cuốn sách mà nó đan xen nhiều thứ, nhiều câu chuyện, nhiều cuộc đời, nhiều cái góc nhìn như thế này. Nên là mặc dù là mọi người không đánh giá cao cuốn sách Chuộc Tội này lắm, nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy rất là thích cuốn sách. Chị cho em mượn nhá, em đọc lại. Có nhiều người khen Chuộc Tội hơn mà. Đây là... em cũng thế, em là một trong những người mà thích Chuộc Tội hơn Thú Tội. Nhưng mà bởi vì là em kiểu em đọc Thú Tội trước, em thấy nó ấn tượng quá ấy. Nên là nó vẫn nằm một vị trí rất cao trong lòng em. Hehe. Cuốn tiếp theo chị My có mà mình đã đọc là Vĩnh Biệt Tugumi ở Banana Yoshimoto. Thì cái cuốn sách này mình đã đọc vào năm ngoái mình đọc cuốn sách này. Cái cốt truyện của Vĩnh Biệt Tugumi ấy, thì mình cũng không còn nhớ gì nhiều lắm, nó không quá là ấn tượng với mình. Thế nhưng mà cái giọng văn của cô chú ấy thì vẫn mình nhớ là hồi đấy mình vẫn khá là thích cái cuốn sách này, và mình thích nhân vật Tugumi. Ở trong cái Media Breakout Book Tag của mình ấy, có một cái câu hỏi là thích nhân vật nào nhất, thì mình đã bình chọn cho Tugumi. Nếu mà mọi người đã đọc Vĩnh Biệt Tugumi rồi thì sẽ biết là tại sao mình lại thích cô ấy như thế. Vẫn là văn học Nhật thì mình có Toto Chan Bên Cửa Sổ. Cuốn sách này mình rất là recommend cho những bạn nào mà có em nhỏ, hãy mua ngay cuốn này cho em của mình đọc nha mọi người. Mình rất là tiếc bởi vì là mình không được đọc cuốn sách này từ lúc mình còn nhỏ ấy. Nếu mà mình kiểu mình được đọc nó cái hồi mình học tiểu học ấy thì mình sẽ rất là yêu nó luôn. Tiếc là mình đã đọc nó khi mà mình đã lớn mất rồi. Mình có thể sinh con được rồi thì mình mới đọc nó ấy. Cuốn sách này là một cuốn sách rất kiểu trong sáng, ngây thơ, và nó cũng đem lại rất là nhiều bài học kể cả cho người lớn lẫn cho trẻ em luôn. Thế nên là rất là recommend, những ai chưa đọc thì hãy đọc, và những ai có em nhỏ thì hãy mua cho em của mình đọc nha. Yes. Chị My có suggest cho mọi người đọc quyển Wonder. Đây là quyển Wonder. Combo sách thiếu nhi của chị. Combo sách thiếu nhi của chị My là Wonder Điều Kỳ Diệu và Toto Chan cô gái bên cửa sổ. Cô bé. Em bắt đầu nhịu rồi.
lúc đấy em còn định bảo là cô giáo bên trong cửa sổ. Sorry mọi người, mình bắt đầu nhịu rồi đấy. Toto Chan, cô bé bên cửa sổ và điều kỳ diệu Wonder. Tiếp theo, cô Thành trong gương. Cô Thành trong gương là một cuốn sách mà mình đã từng review trên cái thử thách đọc sách dày của mình. Nhưng mà cuốn sách này thì thực ra là mình không đánh giá nó cao quá, bởi vì mình đã hy vọng vào nó nhiều ấy. Thế xong cuối cùng mình bị thất vọng. Nếu mà mình không hy vọng quá nhiều thì cuốn sách này nó sẽ rất là hay với mình ấy. Thế nhưng mà vì mình đã hy vọng nhiều quá nên là mọi người đừng hy vọng quá nhiều khi đọc cuốn này nhá. Cuốn này nói về kiểu tổn thương tâm lý của những đứa trẻ mà kiểu không đến trường ấy mọi người. Nếu mà mọi người có tò mò về chủ đề này thì có thể đọc thử Cô Thành trong gương. Càng ngày review càng ngắn lại. Ồ, chết rồi, còn thiếu một quyển, hai quyển chứ, hai quyển quái văn này. Một quyển là Slumdog Millionaire, chính là Triệu Phú Khu Ổ Chuột. Đây là một cuốn sách mà cuốn sách tâm lý xã hội mình tâm đắc đến nỗi mà mình đã làm cả một cái video riêng review em nó rồi. Thì mình sẽ để link ở bên dưới mọi người, để link ở bên dưới hoặc bên trên thì mọi người hãy xem cái video đấy của mình nhá. Nói chung là mình đánh giá khá là cao về cuốn Triệu Phú Khu Ổ Chuột này. Bản phim nó như thế nào ấy nhỉ? Bản phim em chưa xem hết ấy. Phim hơi khác chuyện một tí. Hình như hơi khác đúng không? Thì đây là một cái cuốn sách có bản phim chuyển thể nhưng mà mình không xem hết phim. Và mình xem một đoạn phim thôi, mình thấy nó hơi khác ấy. Cuốn tiếp theo là rất quen thuộc, George Orwell, Animal Farm, Trại Súc Vật hay là Chuyện ở Nông Trại. Siêu mỏng nhưng mà siêu đỉnh mọi người. Những ai chưa đọc Trại Súc Vật, Animal Farm thì hãy cố gắng tìm một cuốn để đọc nhé. Bởi vì là cái cuốn sách này bản tiếng Việt bị cấm ở Việt Nam, thế nên là hơi khó tìm một tí. Thì mọi người nếu mà có cơ hội đọc Animal Farm thì có thể đọc thử. Mình rất là tâm đắc với cuốn sách này, mình đã cho nó 5 sao. Tiếp theo, vẫn là cô chuối nhá. Lúc nãy mình đang nói về quyển Viễn Biệt Tugumi đúng không? Thì ở đây mình có một quyển nữa, đấy là NP của cô chuối. Mình đã đọc NP trong cái khoảng thời gian mà gần Tết của năm 2 năm trước. Thì NP nói về tình yêu. Tình yêu nhưng mà nó hơi dark một chút. Nó hơi dark một tẹo. Tuy nhiên là ở trong cái dark nó vẫn có cái sự gọi là healing với mọi người. Rõ ràng là cái tình tiết nó rất là dark, nhưng mà cái cách kể của cô chuối lại rất là nhẹ nhàng ấy. Thì mọi người có thể đọc thử quyển NP này nhá. NP này cũng kinh doanh rồi nên là cũng hơi khó tìm một chút. Nếu mà mọi người có cơ hội đọc thì hãy đọc thử. Yeah, Thú Tội. Còn gì để nói về Thú Tội nữa nhỉ? Mình đã nói rất nhiều về Thú Tội và review lẻ có, review grab có. Nói chung là mình đã nói rất là nhiều về Thú Tội rồi. Nên là nếu mà mọi người tò mò thì đọc đi. Yeah. Ok. Mọi người ạ, bởi vì là quá nhiều ấy, thế nên là mình sẽ gộp lại những cái cuốn mà cùng thể loại để mình nói một thể luôn á. Ví dụ như là ở đây có trinh thám này. Trinh thám thì mình, chị My có 3 cuốn mà mình đã đọc rồi nữa. Đó là 10 người da đen nhỏ của Agatha Christie. Cuốn sách duy nhất cho đến thời điểm này là mình đọc của Agatha Christie. Bởi vì là mình không hợp, đọc xong cuốn 10 người da đen nhỏ mình thấy là mình không hợp với trinh thám cổ điển lắm. Ngay sau đấy thì mình cũng đọc Sherlock Holmes ấy, nhưng mà mình cũng chỉ đọc được một vụ thôi ấy. Mình nhận ra là mình không hợp với trinh thám cổ điển lắm, thế nên là mình đã không đọc thử cuốn nào khác của Agatha Christie nữa. Thế đây là cuốn duy nhất và mình đánh giá không được cao lắm. Tiếp theo là Sau Cánh Cửa Đóng của B.A. Paris. Cuốn sách này nói về bạo lực gia đình. Kiểu có một ông chồng rất là, hai vợ chồng thì nhìn bề ngoài rất là kiểu hào nhoáng, yêu thương nhau ấy. Thế nhưng mà nội tình thì phải đóng cửa lại thì mọi người mới biết chuyện gì xảy ra được, kiểu vậy. Cái cuốn sách này mình có cái đoạn cuối, cái lúc mà những người phụ nữ kiểu bắt tay với nhau để giải thoát cho nhau ấy. Mình cảm thấy rất là tâm đắc cái chi tiết đấy. Đấy là chi tiết là mình rất là nhớ về cái cuốn Sau Cánh Cửa Đóng này. Và cuốn cuối cùng chưa? Cuối cùng rồi đấy. Cuốn trinh thám cuối cùng là Hokkaido Mê Trận Án, là một cuốn trinh thám dở tệ mà mình đã chê lên chê xuống ở trong cái wrap up lâu lắm rồi của mình. Và mình đã sau khi đọc cuốn sách này xong, mình đã sợ mình không cả dám đọc Tokaido Hoàng Đạo Án, Tokyo Hoàng Đạo Án nữa luôn. Mình đã pass cuốn Tokyo Hoàng Đạo Án đi rồi. Đáng ra mình nên đọc Tokyo trước đúng không? Nhưng mà không, mình đã đọc Hokkaido trước, thế nên là yes, nó rất là tệ. Không hình dung ra được, tức là kể cả khi mà mọi người đã hình dung ra được rồi thì mọi người vẫn thấy cái vụ án này nó rất là nhảm nhí luôn đấy. Tiếp theo, ở đây có một quyển rất là đặc biệt mọi người ạ, đó là quyển thơ, thơ của Tố Hữu. Mọi người có thích đọc thơ của Tố Hữu không? Mình rất là thích thơ của Tố Hữu luôn ấy. Ngày xưa có mấy cái quyển, mình có một quyển thơ của tuyển tập các bài thơ trước cách mạng và trong cách mạng của bác Tố Hữu, và mình kiểu mình đọc mà mình ngồi mình khóc luôn ấy. Đây đặc biệt là cái
cái bài hai đứa bé. Nói chung là đọc thơ của Tố Hữu rất là thật, à, còn hay nữa mọi người, hay lắm lắm. Ôi cái quyển này nó còn xinh nữa mọi người, vì nó xinh dã man. Huy Hoàng làm cái quyển này đẹp vãi chưởng, tuyệt. Đây, tuyệt vời. Hai cuốn sách nói về cùng một chủ đề ở đây, một là làm đĩ của Vũ Trọng Phụng và hai là xóm giá của Ngọc Giao. Thì ở đây có xóm giá của Ngọc Giao là tác giả miền Nam, còn làm đĩ của Vũ Trọng Phụng thì là ông vua phóng sự đất Bắc. Thì mọi người, sau hai cuốn sách này thì mình thích cuốn xóm giá hơn, bởi vì là cái cách kể chuyện của Ngọc Giao nó cuốn hút hơn, hoặc là vì mình không thích làm đĩ đến thế, mình cũng không biết đâu. Nói chung là mình đọc làm đĩ mình không thấy ấn tượng lắm, thế nhưng mà mình đọc xóm giá thì mình thấy khá là ổn. Và chưa kể là cái bìa của xóm giá rất là xinh, mình rất là thích cái họa tiết caro ở tay và cái bìa trước thì rất là vintage. À, một cái fun fact cho mọi người nhá, đáng ra là cái quyển này nó đã được sang Mỹ chui vào vali của ai đó rồi đấy, nhưng mà cái người tặng cái cuốn này lúc đấy lại không tìm thấy ấy, thế nên là nó vẫn ở Việt Nam nhá. Tiếp theo mình sẽ gộp những cái quyển của Nhật lại để mình nói luôn cụ thể. Đây, của Nhật thì còn 3 cuốn thôi. Một là Rừng Naui của Haruki Murakami. Thì đây là cái cuốn mà mình cũng không hiểu gì cả. Lúc nãy chị My nói là trên thế giới chia ra làm hai kiểu người, một kiểu đọc Haruki và một kiểu không. Thì mình nằm trong cái tip là không đọc được, bởi vì là mình đọc mình không hiểu cái gì cả. Nhưng mà cái cuốn Rừng Naui này thì mình thấy khá là bất ngờ, bởi vì là mặc dù là mình không hiểu, thế nhưng mà mình vẫn enjoy cái quá trình mình đọc nó ấy. Trong cái lúc mình đọc nó mình không cảm thấy khó chịu, và mình vẫn rất là tận hưởng cái việc đọc cái cuốn sách này. Nó không bị mình ghét như cái quyển Phía Nam Biên Giới. Cái quyển Phía Nam Biên Giới là mình ghét nó luôn, nhưng mà vì nó mỏng nên mình vẫn muốn đọc lại. Tiếp theo là hai cuốn Khu Vườn Mùa Hạ và Mùa Thu Cây Dương của Kazumi Yumoto. Hai cuốn sách này thì nếu mà mọi người chưa đọc thì mọi người có thể đọc thử. Hai cuốn này mình đều đọc ở trong cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy khá là mệt mỏi, thì nó giúp cho mình thư giãn và cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Hai cuốn sách này nó sẽ giúp cho mọi người kiểu chữa lành ấy. Yeah. À, tốt cho những trái tim tan vỡ thì có thể đọc thử hai cuốn này. Tiếp theo là các cuốn sách của các tác giả Việt. Các tác giả Việt thì mình có Mắt Biếc của Bác Ánh này. Thôi nói làm gì nữa, đúng không, nói nhiều quá rồi. Năm sao không phải là vì nó xuất sắc, mà là nó quan trọng với mình ấy. Mình đã có một bộ sưu tập tất cả các bản của Mắt Biếc ở nhà, nhưng mà vẫn chưa đủ vậy ạ. Tiếp theo, Cánh Đồng Bất Tận. Mình cũng có một bộ sưu tập các bản của Cánh Đồng Bất Tận luôn. Cái này cũng đẹp nhỉ. Em thích cái bìa này. Cái bản mà em có nhiều nhất là cái bản bìa màu xanh ấy chị. Cái bản đấy tái đi tái lại nhiều. Cái bản này chỉ tái một lần thôi sao? Đúng lần thứ 40 thì là tái cái bìa này. Cái quyển sông này cũng nhiều bìa. Quyển sông này. Ừ. Chị có cái bìa này, nhưng mà em Minh Hiền có bìa khác, nhưng mà chị thấy bìa này cũng đẹp. Hình như là bìa của Minh Hiền là bìa mới hay sao? Cái này là bìa cũ. Cô Tư có quyển sông. Sông mình cũng đang chuẩn bị đọc trong năm nay ấy. Phải đọc nhá, năm nay mình đọc. Trời ơi, chị siêu thích quyển sông. Tiếp theo là Bức Xúc Làm Ta Vô Can của Đặng Hoàng Giang. Thì thật ra là cái cuốn này nó hơi bị thời đại một tí ấy. Tức là những cái vấn đề mà bác nói đến ở trong cái cuốn sách này thì hiện tại nó đã bị nguội bớt rồi. Nếu mà mình đọc được cái cuốn này trong một vài năm trước thì mình sẽ thấy nó xuất sắc. Bây giờ thì những cái việc đó nó không còn hot, nó không còn quá là nhức nhối nữa ấy. Gọi là ổn ổn. Và cuốn cuối cùng của tác giả Việt Nam đấy là cuốn Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, quá là huyền thoại rồi đúng không mọi người. Thì cái cuốn sách này mình phải khen cái bìa, cái bộ tủ sách khuê văn này của nhà xuất bản Văn Học đúng không? Bìa siêu đẹp luôn ấy mọi người. Đây là một trong những quyển nào cũng đẹp luôn ấy. Mình có quyển Đoạn Tuyến nữa mọi người. Trời ơi, cái bìa màu đỏ đẹp dã man. Mình rất là thích cái bìa đấy. Tiếp theo, một vài cuốn của các tác giả châu Á khác nhau. Một là Hảo Nữ Trung Hoa. Hân Nhiên mình cũng đã có một cái video riêng để nói về cuốn sách này rồi. Và fun fact là chị My vì xem video đấy của mình mà đã đọc cuốn sách này. Chị thích không chị? Chị siêu thích nha, mọi người đọc thử đi. Mình vẫn thích cái bìa này, rất là thích cái bìa này luôn ý. Và có một cái fun fact là cái hồi xem video của em ấy thì chị đọc ebook. Xong rồi đến lúc mà nó tái bản là chị mua một phát hai quyển luôn, tức là quyển này chị vẫn chưa đọc. Chị My vừa nói cho mình một cái fact đấy là
cái đợt mà xem video của mình đọc ấy thì chị chỉ đọc trên ebook thôi, còn quyển này chị chưa đọc tới. Cái đống nốt này là chị xem lại cái nốt ở trên Kindle để chị nốt lại. Thì chị rất là thích cái cuốn Thảo Nữ Trung Hoa này, còn Thiên Táng thì bỏ qua. Một cái fun fact nữa đấy là mình với chị My quen nhau, nói chuyện nhau lần đầu tiên là vì quyển Thiên Táng ấy mọi người. Hai người cùng ngồi chê quyển Thiên Táng. Tiếp theo là Hãy chăm sóc mẹ của Shin Kyung Suk. Cuốn này thì cũng gọi là bình bình thôi à. Mình cũng... cái bìa của nó quá là nhạt nhẽo ấy mọi người. Có thể làm cái bìa đẹp hơn được không ạ? Cái nội dung nó đã nhạt rồi, xong rồi cái bìa trông nó còn nhờ nhờ nữa. Trông cái bìa mình ghét cái bìa này lắm luôn ấy. Câu chuyện thì cũng không có gì đặc sắc lắm. Mình không đánh giá cao cuốn Hãy chăm sóc mẹ. Có một chi tiết đấy là mình đã từng nói là nếu mà mình là người Hàn thì mình sẽ rất thích cuốn sách này, bởi vì là nó miêu tả cái cảnh nông thôn Hàn Quốc ngày xưa ấy. Nên là nếu mà mình là người Hàn thì mình sẽ rất là thích ấy. Thế nhưng mà bởi vì tiếc là mình lại là người Việt, thế nên là mình lại không thích cuốn sách này như vậy. Đến vậy. Thì trông chán lắm luôn đấy. Ui, quyển này xuất bản 11 năm rồi, chuẩn bị được 9 năm rồi, gần được 10 năm rồi. Tiếp theo là Chí Minh Cầu Vồng. Chí Minh Cầu Vồng cũng là một trong những cái cuốn mà mình nghĩ là nó rất hay, thế nhưng mà đến khi mình đọc thì mình lại thấy nó không được như mình nghĩ. Mặc dù nó vẫn hay nhá, nó vẫn rất là hay và nó vẫn rất là kiểu nhân văn và có nhiều ý nghĩa, thế nhưng mà nó không đem lại cái cảm giác mà mình nghĩ là mình sẽ có khi mà mình đọc nó. Cuốn sách này thì nói về giáo dục thôi, cái việc mà được đi học của các bạn ở Indonesia. Là mình đã hy vọng quá nhiều vào Chí Minh Cầu Vồng. Hồi đấy là mình xem book thước, xem mình nghe ai nhỉ? Ai khen cái quyển? Em không nhớ. Nói chung là có một vài booktuber khen quyển này rất là nhiều ấy. Thế nên là mình... Hàn Quốc cũng khen. Vâng. Hàn Quốc có nguyên một video về quyển này. Như thế. Thế nên là kiểu mình hăm hở mua về để đọc ấy. Nhưng mà cuối cùng thì nó mình lại không enjoy cái bộ này đến thế. Ba cuốn cuối cùng rồi mọi người ạ. Ba cuốn của các tác giả Âu Mỹ. Ôi xin phép review. Ôi sao hết pin rồi. Đầu tiên là Cửa Hiệu Tự Sát. Cuốn này mình rate 2 sao ấy mọi người. Mình đọc xong mình kiểu không hiểu tại sao nó lại được viết ấy. Không biết nữa. Tiếp theo là một cuốn mà nhiều người thích nhưng mình không thích, đấy là Giết Con Chim Nhại của Harper Lee. Mình không có duyên với sách của giải Pulitzer mọi người. Cuốn mà là giải Pulitzer với mình nó đều quá là dài dòng và quá là kiểu đọc rất mệt. Giết Con Chim Nhại cũng vậy. Cuốn này được giải Pulitzer và mình cũng không thích cuốn này luôn. Và cuốn cuối cùng là Bụi Sao của Neil Gaiman. Đây là cuốn đầu tiên và cuối cùng cho đến thời điểm này của Neil Gaiman mình đọc. Nửa đầu siêu chán. Mình đọc nửa đầu mình đã nghĩ là mình sẽ điên ép nó, thế nhưng mà rất là may là đến cái đoạn sau thì nó đã nhanh hơn một chút và mình thấy nó ổn hơn một tí. Kiểu vậy. Thế nên là mình đã rate cuốn sách này là 3.5 thì phải. Thì cuốn sách này hình như là mới được tái bản lại đấy. Trước có nhiều người đi tìm cuốn sách này lắm, bởi vì là mình đoán sách cũ nên mình biết. Thế nhưng mà hôm trước mình vừa đi nhà sách thì cũng có khá là nhiều rồi. Mình nghĩ là nó đã được tái bản rồi. Nếu là mọi người muốn đọc Bụi Sao thì có thể mua sách giấy để đọc nhé. Ôi, lúc nãy mình đang nói dở thì máy ảnh hết pin mọi người, bởi vì là cái video quá dài. Và đây, mình giới thiệu cho mọi người một gọi là một bộ manga mà cả mình và chị My đều rất mê. Đấy là Hajime là số 1. Đây là bản mới nha mọi người, bản bìa mới. Lúc nãy mình với chị My vừa tranh nhau xem là Akira là crush của ai, của em chị? Của chị? Không, của em. Của chị lớn của em. Chị lớn hơn em, chị crush Akira của kia còn chưa xinh. Em nhỏ hơn chị phải nhường em. Ôi thật sự luôn ý, thật sự là Akira là trai 2D mà em muốn có thật nhất luôn ý. Công nhận. Thật sự là Akira rất là giống Suga ấy. Có phải vì thế nên là em thích Suga không nhỉ? Thế thì em thích Suga đi. Thì em vẫn thích, em thích cả hai. Không cả được. Hai của em hết. Hajime, trời ơi, thích lắm luôn. Chị My có cả Dòng Sông Huyền Bí đấy mọi người. Nhưng mà mình chưa đọc bộ này. Có cả Death Note. Death Note thì thấy bảo là chị đi mượn. Mình cũng chưa đọc bộ Death Note này. Hay không chị? Hay, trời ơi, siêu hay. Châu cũng siêu thích cái bộ này luôn. Mình cũng muốn đọc thử Death Note. Lúc nào đấy mình sẽ đọc thử. Ôi, vì đến đây thì video nó cũng siêu dài rồi. Và ngày hôm nay thì mình đã cho mọi người xem qua những cái cuốn sách có ở trong giá sách của chị My Reader. Mọi người biết chị My Reader đúng không? Chị ý là kiểu như kiểu chị đại ở trong làng Bookstagram ấy. Thế thôi, thì mình đã hoàn thành tâm nguyện của chị Châu. Không biết là chị Châu có xem đến đây không, nhưng mà em đã đến giúp chị thăm cái giá sách nhà chị My rồi. Mặc dù là em và chị không bàn bạc gì với nhau cả. Và lúc mà em nói ra thì chị My bảo thì em cũng biết. Thế nhưng mà cuối cùng thì đây chính là giá sách nhà chị Châu nha. À, nhà chị My nha. Hy vọng là mọi người đã thích cái video ngày hôm nay. Nó cũng quá là dài rồi. Nếu mà bạn đã xem đến cái giây phút này thì mình rất là cảm ơn bạn. Và
Đừng quên là mình vẫn tiếp tục review sách ở trên Instagram thì lại nghiện sách, bán sách cũ ở Instagram thì lại bán sách cũ nhé. Hy vọng là mọi người đã thích cái video này một lần nữa và tạm biệt các bạn. Bye bye. Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng rồi. Ô thật à? Ừ.